cái video này, chúng mình hãy cùng tìm hiểu về một sự kiện mới toanh như tấm chiếu chưa từng trải, mang tên là Lông Vũ Chúc Phúc nhé. Cái sự kiện này, Noah được diễn ra vào ngày mai, tức là ngày 8 tháng 2 cho đến hết ngày 14 tháng 2 Valentine đây này. Thì mới đầu, để mở khóa cái sự kiện này thì chúng mình phải vào tính năng vòng quanh thế giới, cái hình khinh khí cầu trong giao diện game ấy. Sau đó chọn thành Cẩm Vân, book Grab đi vào cung Tấn Lâm, rồi vỉa qua vườn thú, xong lại trở về cung Tấn Lâm. Đấy, chỉ có thế thôi. Đi 3 lượt quanh vòng Hồ Tây. Và mai thì game nó sẽ tặng mình 3 tấm vé tham quan miễn phí. Các bạn dùng 3 vé đi theo thứ tự hồi nãy là ok. Sau khi xong thì mình sẽ liếm được 215 lông chim và 10 hạt. Thì lông chim chính là vật phẩm để đổi từng món đồ phụ kiện trong cái sự kiện này. Còn hạt để đổi ra lông chim, một hạt bằng 5 lông chim. Đùa chứ cái thằng làm ra cái sự kiện này nó rảnh vãi chưởng các bạn ạ. Bắt đi du lịch xong đổi hạt ra lông, đổi lông ra đồ, lắm trò. Thì trong cái sự kiện này có 2 bộ đồ. Bộ tàu khựa Lân Trạch Càng Khôn mang dáng vẻ một lữ vương đang cầm trên tay quả tú cầu. Qua phụ kiện con bò đen sau đít nhìn ngầu lòi chỉ, tông màu đen là chủ đạo. Tuy nhiên thì bộ đồ này vẫn kiểu hiền hiền các bạn nhé, giống như kiểu nữ vương tuổi mới nhú. Còn bộ du ngoạn hồng trần thì mang một dáng vẻ khá là dịu dàng thướt tha, với tông màu đen hồng Blackpink in the area đây này. Thì phụ kiện những chú chim vây quanh rất là đáng yêu và ấn tượng. Đây là hình ảnh một hot girl đang được rất nhiều cháu nhỏ vây quanh để đòi tiền lì xì Tết đây này. Thì về phần tổn thất, sau khi đi du lịch đua xe bốc đầu các kiểu xong thì mình sẽ nhận tổng 265 lông chim miễn phí rồi. Và bộ rồng đen cần thêm 193 lượt mua bằng 1930 kim cương. Bộ Blackpink chim sẻ cần thêm 53 lượt mua bằng 530 kim cương. Vậy là tổng cộng 2 bộ đồ cần thêm 298 lượt mua thêm, tương đương 2980 kim cương. Tổn thất trên đã bao gồm hết lượt miễn phí rồi chị em nhé. Và sang đến phần thuộc tính đánh giá nào, hãy cùng mình khám phá xem là hai cái bộ đồ này nó có xứng đáng để bạn liếm về không nhé. Đầu tiên là bộ Blackpink với 6 món đồ, 6 tác trung cổ và một động vật. Bộ thuộc tính đa phần dùng để vượt ải, qua cái kẹp tóc phù hợp cho chủ đề Loen đoàn viên, khá là ok. Cái mép vớ dùng khá tốt cho Loen, vì lượng mép vớ phù hợp cho chủ đề này nó chơi nhiều. Bộ này qua cả dáng nhưng mà không có make up. Nói chung với một bốc giá như vậy thì mình thấy khá là ok rồi. Tiền ít chẳng mong hít đồ thơm. Tóc dáng và đầm dáng là hai món đồ thuộc tính nổi nhất trong cái bộ này đây. Tiếp đến là bộ Lữ Vương Bò Đen, tổng thể 17 món đồ với 7 tác trung cổ và một động vật. Bộ thuộc tính dành cho phòng hòa nhạc và vũ hội cung đình đây nè. Dùng cho vũ hội cung đình, ta sẽ nhắm vào quý phái thanh lịch và thêm tí gợi cảm nữa có thể. Sẽ có những món đồ lèn trước, phụ kiện tóc, dây lưng, đầm dáng. Còn phòng hòa nhạc thì có khoác, giày, nền trước, dây lưng, đầm dáng. Và nếu trường hợp bạn chỉ chơi free hoặc chơi vì thuộc tính thì hãy lấy những món đồ phụ kiện mình vừa kể ở trên. Và bộ Blackpink thì hãy lấy mép vớ và kẹp tóc cho Loen đoàn viên nhé. Vậy là vật ơi, mình đã luân phiên chém gió nghiêm túc không tấu hài về sự kiện Lông Vũ Chúc Phúc sẽ được diễn ra vào ngày mai giờ Tân Tý tháng Đinh Dậu năm Canh Tuất. Hy vọng với trình độ văn cấp 2 bữa học bữa không của mình đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự kiện này. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Goodbye, see you again.